Về phần thứ ba là cái nhóm chat học viên thì như thế nào, thì thực ra đây là một cái nhóm mà mọi người có thể giao lưu với nhau. Toàn bộ là học viên, các bạn nhìn thấy này, ở bên này này rất nhiều này. Ở trong cái nhóm chat này thì có cả học viên cũ cả học viên mới, tức là những người đã tốt nghiệp rồi cũng như là những người đang học, gần như trên khắp cả nước là đều có học viên của mình, có cả học viên ở nước ngoài nữa. Người Việt mình mà ở nước ngoài thì đây là cái nơi mọi người có thể giao lưu và chia sẻ, cũng như là mọi người có thể là đăng bài lên đây để được nhận xét trước khi mà chúng ta đến với phần nhận xét của giáo viên. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ngày xưa tôi đi học ấy thì kinh nghiệm là học thầy không tài học bạn. Cái việc mà giáo viên nhận xét cho các bạn nó là trách nhiệm, nhưng mà các bạn phải hiểu rằng giáo viên dù sao cũng chỉ là một góc nhìn nó xịn thôi. Còn cái việc mà các bạn giao lưu với nhau ở trong một cái môi trường học tập, chia sẻ nó không giấu nghề, chia sẻ nó không lấn cấn gì cả, thì cái việc các bạn học hỏi cũng như là cái việc mà các bạn giao lưu ở trong này thì nó sẽ rất là hiệu quả. Đây, các bạn có thể thấy được cái nhóm chat này nó cực kỳ là chất lượng, các bạn giao lưu rất là nhiệt tình với nhau. Ngoài ra thì mọi người có thể hẹn hò cà phê cà pháo rồi giao lưu ở bên ngoài, tập trung lại làm bài. Thì nếu như có điều kiện mà ở gần nhau, ví dụ như các bạn cùng ở Thái Bình chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn có thể là gì, hẹn hò cà phê hoặc là tập trung lại để mà tự nhận xét cho nhau, ngoài những cái hỗ trợ chính là giáo viên nhận xét, được không ạ? Thì ok, tôi vừa mới giới thiệu cho các bạn là tất cả những cái thành phần của một cái khóa học trực tiếp, để các bạn có thể nhìn thấy được là thực tế khóa học của chúng ta nó như thế nào, thực tế là chúng ta học nó ra làm sao. Đấy. Rồi, xin chào mọi người và hẹn mọi người ở trong khóa học.